bảy ba bảy mẹ đi nhập tiền hôm nay cái lễ rửa bích tre cái lễ nói vậy là thằng Tiểu Khúc Trên nữa đó. Luộc sơ thì nướng lại chứ mình nướng từ đầu á nó sẽ cứng không ngon. Giờ chị Sơn Ca nói cúng xe trước để chút xíu nữa khách tới á mình đỡ mất thời gian chờ. Dạ. Chị cúng xe đi em nướng xe. Ừ. Cúng là chỉ có cúng gà ha. Còn mấy cái món này mình đẩy. Má. Gà thay. Dạ. Vậy các anh như mới đi mua bông về. Bạn Sơn chào cả nhà ha. Hôm nay anh Yên cũng xe mới nè, mình có hẹn với mấy dì cậu về chơi. Bữa nay mình có rước ngoại qua chơi nữa. Bây giờ mình sẽ cúng trước để chút xíu nữa đỡ thời gian chờ ha. Để chút xíu nữa mấy cậu dì tới là mình có tiệc mình đãi luôn. Ở đây ở chỗ mình thì thường xe mua về mình hay cúng để được may mắn ha. Xe máy mình mua về mình cũng cúng nữa. Giờ dọn bàn đây luôn hả chị? Dạ. Hái sáng giờ quá trời luôn. Rồi nãy có ông ngoại hái nữa. Đấy, vô đây rau vậy chứ ăn nhanh no dữ lắm á. Nó hơi tốt sơn ăn rau này mình ăn toàn lắm sơn. Dạ. Dạ cũng thích. Không có biến thuốc ha. Ừ. Rồi, rau nhà nè. Chứ ra kia người ta phải xịt cho nó sung nó người ta bán mới được á. Dạ. Chứ đòi hỏi chứ người ta phải mời mấy cậu với mấy gì là 6 giờ hả mà? Ừ. Từ 5 tới 6 6 giờ một tiệc. Ai sợ có công chuyện người ta đi trễ nhé. Dạ. Từ tư mất mình nhà dọn dẹp bên lâu nãy mà đi ngang quên giòn thôi. Đi ngang chạy cái dù quên. Nãy con thấy nhà cậu Tư cũng còn mênh mông. Cũng về cũng chưa có than ha em, cháy dữ vậy. Dạ con có nấu cháo gà. Dạ, rồi có làm mấy món đặng ăn. Rồi biểu thành im lại nè, xá lại nè. Dạ. Rồi dặn. Dạ. Rồi tới dặn giờ. Ngoại ngồi ghế nè ngoại. Ủa nào đây? Đó, có thằng Sơn Nam Việt. Hả? Nam Việt. Sơn. Nam Việt hả? Dạ. Ghế nè ngoại. Ngoại ngồi ghế đi. Hả? Ngồi ghế, chứ. Ghế ngồi xuống đi ngoại. Ngồi xuống. Đó. Rồi. Bây giờ bà ngoại ăn cái gì không có lấy cho ăn cháo không? Ăn rồi. Hôm nay kêu ai gì đó. Những cái nó làm. Để mẹ tắm cái cây để tôi một cái tắm cái cây. Dạ. Là mỡ hành hả em? Dạ, anh em làm mỡ hành. Bông trái cây với vịt hả chị? Dạ. Dạ. Đâu vậy Sơn Hà? Hả? Không có chạy ra lộ nha. Sơn Hà cũng có xe nữa phải không? Bây giờ có xe, Sơn Hà cũng có xe nữa nè. Con đem xe vô đi. Con đem xe vô nhà đi. Tiến lên. Tiến lên. Trời ơi. Mẹ Xuyến không có mua đồ mới cho Sơn Hà cô chú. Cái nào cũng lỏng lẻ. Rồi không sao, ba gắn lại cho. Rồi mình về nhà thôi. Xách xe bồng về nhà thôi. Tiến lên. Tiến lên. Rồi nổ máy lên. Cho đủ bộ ha. Cô bảy phải về. Qua mỏ cái đi. Ừ, qua nhiều người này chết quá rồi. Ba mốt về bán cam ngậm gì đó, bán dạo. Ủa con cũng có quà nữa hả? Dạ quà này nó hết. Dạ.
Thành nhỏ mệt nhỏ. Nó về mẹ có làm đó nè. Con là ăn dâu. Con là ăn dâu. Bánh gạo. Bánh gạo bắp á, thơm thơm mẹ ngậm khuya mẹ ngậm thơm thơm. Để 31 đem về bển ăn. Chuẩn bị qua cho vừa bảy. Hả? Nhiều dữ vậy hả? Dạ con chuẩn bị qua cho bển. Không? Sơn Hà à, ông Bảy cho Sơn Hà. Hả à, bà Bảy cho Sơn Hà. Trời ơi, Hùng bà Bảy miếng đi, lại đây Hùng bà Bảy miếng. Đưa mặt cho Hùng à, chứ không biết Hùng. Trời ơi, thơm quá trời, Sơn Hà. Bà Hùng cho bà. Hùng về nãy giờ hả? Mới về. Mừng lắm. Ai ai rước mẹ qua vậy? Nam Việt rước qua hả? Di Nam. Vậy hả? Rước qua đi liền luôn. Mừng lắm. Rước đó rồi cái chị nó không biết ngồi chờ. Có rào được chiếc xe của chân ca chưa? Rồi qua trời rồi. Chị nói trời ơi. Nó kêu con xin vía xe mới mà con chưa có xin. Dạ hả? Vậy hả? Đã lắm hả? Ôi, mai mốt rước đi xe mới một lần nha. À. Dạ. Dạ, lâu lâu đã xe mới. Hồi nãy cũng về rước rồi mà trời mưa. Rồi dạ. Rồi nó kêu dạ. Chị mới nói coi sao người. Đi ra đi. Nó nói thôi giờ cho nó qua tới đó. Dạ. Dạ. Bữa hôm trời mưa nó thèm xô quá chị Nam. Cậu chính á, nói là chị Sơn Ca hứa qua rước ngoại mà không có dám nói cho ngoại sợ ngoại trông. Tại cái con về thấy bà ngoại khăn cũng quấn cổ. Con nói ngoại chờ hả? Ngoại nó đâu có. Mà rước cái ngoại mừng quá trời. Không có trời trước chứ trời hứ. Rồi đợi nó xong á. Rồi đợi. Ơi ngon quá ha. Nãy giờ xuyến làm hiệp 2 nè, được thêm 2 dĩa nữa. Mai lên thăm bà O nè. Mẹ tranh thủ chưa tới giờ nhập tiệc. Ủa mà sao cái màu nó kỳ mẹ? Người ta tẩm tẩm thuốc á. Cho kiến không ăn hả? Ừ. Nè con có cái mộng gì mẹ không bỏ là mai bỏ nó luôn nè. Nhìn đẹp quá ha. Ra cái mộng dạ thường nè. Dạ. Cái này là tẩm thuốc cái màu thuốc màu đỏ. Dạ. Cái gì mai bỏ uổng. Mai bỏ xuống được rồi. Nó lên dài á. Dạ. Mộng nó lên quá trời dài luôn. Ừ. Giờ mẹ trồng thêm vô sen vô. Rồi không có phân sao mẹ? Vậy bỏ nhiều lại hả? Có 2 hộp. Vậy được rồi. Đất im quá chừng luôn nè. Tại cái bắp này mình trồng thưa không có được. Trồng thưa nó không có rụng phấn vô được cái nó sẽ không có hộp. Còn trồng khít quá thì trái nó nhỏ. Thì trái nhỏ xíu. Rồi có trùng luôn nè. Cái này cái lấy trùng câu cá. Đất xốp nhìn ngon quá ha. Nhìn thấy trồng cây thấy nó dễ lên. Bữa rồi á mình lấy máy cày mình cày 2 lần á nên nó rất là xốp. Đưa cái mộng quay ngược lên nè. Vậy chứ nó cũng mò lên được hả? Rồi. Rồi. Đó. Sữa nó gãy. Sữa gãy. Nó cần thủ thôi mà đốt mấy là chúng ta. Về làm cỏ. Về làm cỏ nè. Cỏ quá trời xanh lè nè. Mẹ kêu về làm cỏ nè mà bảy. Về làm cỏ nè. Bữa nay mưa xuống đất nó xốp thấy sợ luôn. Nó lên này nè mà bảy. Con cày 2 lần á. Xốp kìa ha. Dạ im đất đã lắm. Ủa cái gì mà hột đỏ đẹp vậy? Bắp. Ta tẩm thuốc cho kiến nó không cắn á. Dạ. Đẹp ha. Thuốc màu đỏ. Màu đỏ vậy em mới biết. Dạ. Ừ. Thấy màu đỏ tưởng có hột gì là. Dạ. Lạnh. Cái này nó lên xuân thân mình. Coi chị làm phỉnh tỏ kìa, đó nó lên đầy nhóc vậy chị đi mua gì cũng phỉnh rồi kìa. Có cái ghê không? Tỏ vậy nè. Trời ơi, cái gì đâu ở không? Chị chờ hồi nào mà nó lên rồi nè. Nè nó lên nè. Ở đây đâu? Ơi. Còn ấy giờ lại đâu? Đâu hôm đó ngày nó không qua má. Còn bên lúc bên đây bên kia. Không mất. Mới về hôm qua mà. Bích Lức. À, Bích Lức đâu rồi? Hả?
nó bệnh, nó bị đau bụng, nó bị sạn thận. Vậy hả? Dạ, rồi nó nằm bệnh viện hết mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Rồi cây bớt chưa? Rồi nó hết rồi. Hồi nãy qua rước ngoại, ngoại mừng quá trời luôn. Ở sau lưng đó hả? Ở bệnh buồn. Thận thận là nó ở đâu con? Trời thận nằm đâu con đông nhất đâu. Ai ngồi đi ha? Ờ, thận thận. Chị về mới về hạt kiềm mới được hết. Vậy được không? Là phải chạy ra hết. Nghe được chưa? Chạy chiếc xe nó bốc lượng à. Dạ. Bốc lượng. Thấy hồi qua rồi. Hả? Con thấy hồi qua rồi. Vậy hả? Dạ. Đó nữa ha. Xe bốc lượng. Dạ, từ ngày ngoài không có thấy ngoài rờ mà. Nam Việt. Dạ con, dạ. Dạ, Nam Việt. Nam Việt đây. Cái tay này ngoan lắm à. Tay ngoan lắm. Rồi. Ê, sao không thưa bà nói hai chưa? Rồi. Ừ, không giờ nhắc nha. Đỡ anh ra tầm gọi á. Giao vô bà. Ai bữa giỏi quá chi hả? Mà vậy, ai bữa giỏi quá chi hả? À, ai bữa giỏi chứ mà bảy có vé cái vụ này đâu. Không cho hả chị? Không cho à? Xin đỡ khanh ra tầm gọi á. Xin không cho nó hả chị? Mới đi vòng vòng. Xin làm không ai cho làm hả? Xin trộn nó không cho nữa. À, gà nãy mình cúng xong, giờ mình xé mình xong chua ngọt hen. Hôm qua vô tình được thêm một bữa tiệc nữa Út. Ừ, okay. Anh Tảo chị Thẩm không về được, bữa nay cái chuyện gà để ra làm luôn. Làm hoành tráng vậy tới 4 con. Bữa nay ăn tiệc lớn dữ à. Nói rồi, chim sẻ gọi đai vàng. Chim sẻ gọi đai vàng, đai vàng nghe rõ hơn. Đai vàng nghe rõ không? Ôi, nó là lớn quá đó. Vậy là nghe rồi. Nghe rồi. Nói gì chừa thôi ha. Chỉnh nhỏ xuống được. Là lớn quá à. Không, ý là mình dạ. Lớn mình quen. Ủa, năm đâu rồi chị? Năm ấy còn mấy tôi trồng thêm mấy hộp bắp. Bây giờ nè. Ấy mình bắp rải cho rồi đi mai nó ơi mua hả? Dạ mua trồng. Trồng bắp đó chị rồi còn mấy hộp. Dạ mua người ta trồng sẵn rồi. Có ta ngâm thuốc rồi. Dạ, ta ngâm thuốc rồi cái mình hồng. Mua đâu? Hình như trên bảo vệ thực vật ngay chỗ cô 8 á. Hai cũng trồng cái gì hai hỏi? Tính trồng để hai rồi tính. Ủa chứ sao thương quá rồi đất trồng luôn rồi. À đúng rồi ha. Ờ rồi mà sao ai cứu cho chị mình vậy trồng? Chị đang coi nên chị là cắt. Rồi đã. Chị trồng bắp cho chị. Cỏ nó lên đặt liền thì mình moi đủ cái lỗ cái cỏ làm cho nó mát. Cho nó mát. Cắt trồng trồng mà nói kỳ cục vậy. Cái này, cái có kinh nghiệm trồng rồi nè. Bởi vậy thợ mai mà kêu đi trồng cây là thua rồi. Thợ mai mà kêu trồng là biết không phải vậy. Cỏ nó nhiều lắm mà trồng ra rải kìa. Chị năm kìa một ghim một nhổ cỏ, một ghim một cỏ mà rải được cái hộp á. Nó còn một số chừng nắng rồi nè. Cỏ ngày mai thì nó hư. Ra ráng làm cho rồi. Mà chơi nãy gì giờ phải đó. Anh chị thấy có mấy cây bắp nó lên nó hả mập ù vậy đó. Dạ nhưng mà mình phải trồng nhiều quá vậy hai chứ trồng ít nó không có trái, có hộp. Trồng chừng mấy tấc cây? Dạ chắc chừng 2 gan á. 2 gan, 4 tấc. Con bẻ không con? Dạ bẻ. Có mời dì ba về chơi mà ba nó không khỏe. Chắc để vài hôm con lành trễn chơi. Năm đâu rồi? Ủa bả thích cái eo uột mà tao không tao nằm cả hơn nửa tháng trời. Đâu rồi? Chị Nam mới ngoài vườn á, gieo mấy cục bắp cho xong vô liền. Ngựa phi, ngựa phi, ngựa phi. Ngựa phi, ngựa phi, ngựa phi. Thôi giờ thôi, làm quá anh đau, nhẹ nhẹ thôi. Thôi thôi thôi, không được rồi. Không được rồi, leo xuống. Nó khất ra nó sao không? Sơn Hà, con thích anh hai không? Thích anh hai. Ờ, anh hai có thích Sơn Hà không? Ừ. Ăn sửa xe hả? Mày cắt mía đi, mày cắt mía đi. Quay giữ gương mặt hạnh phúc. Đang quay giữ gương mặt hạnh phúc. Sơn, nó đòi xin bắt nó. Tấm này là Sơn. Thằng Mèo. Thằng Mèo. Vậy hả? Nó
đây hả? Mới nghe được. Bà con nói lại cho con, bà con ơi con lại. Cái nào leo. Cái nào leo. Cái nào hả? Trời đất ơi, vậy cho mấy thằng Minh Hùng. Sơn Hùng, Sơn Hùng. Con nè. Con mặn rồi nè. Anh Nguyên nó nè, vô cái bé chứ hai em nè. Con mới về hả? Dạ, ổn mà. Là con gặp chạy một tí. Dạ. Chạy về nè. Gặp. Mới về tới nè. Gặp. Vậy hả? Trời đất ơi. Sao mình hả? Sao đây đâu? Ổn cực khỏe. Thôi, gặp chạy. Qua này vậy. Dạ, nãy con rước qua. Giờ mình không có đám hỏi thì mình làm một cái chuyện hai bàn tiệc để hai bên dì cậu mình đến để sinh làng và mấy cậu đó mình nói rồi làm một lễ luôn ở bên nhà. Làm một lễ là khỏi hỏi. Dạ. Mời chị hai, mời Trưng luôn ha, anh Tư, chị Tư. Chị nào cũng chị Năm. Anh Bảy, anh Bảy. Mẹ thì chắc mẹ đi. Mời hai chồng khăn nha chứ. Còn mấy cháu đứa nào được thì đi chứ cái này là mời dì cậu à, vậy giờ Nam Việt đại diện là mời hết cô dì chú bác nha. Chừng khoảng 10 mâm, 20 mâm gì đó. Nó giỡn này chứ. Dạ. Thế tổng bà con đi. 10 giờ ngày 10. Mùng 10, dạ. Hôm nay mùng 3. Hôm nay mùng 3. Mấy anh chị sắp xếp được đi ha. Hôm nay cũng nhật luôn hả? Thì em cũng biết thứ mấy mà. Hôm nay là mùng 3 đó. Mình xin mặc đồ ngắn anh đi dọn. Đồ ngắn hả chị? Hay là mình muốn mặc anh bằng đồ dài em thấy lạc, nó lạc, hay lạc, không có. Chị cho chị lạc quá. Em tháo mùng 10 thì cái này không phải đó. Là dốt chuẩn bị làm bà xui rồi ha. Tháng em quên nói nè, 17 tháng 8 đám cưới luôn á. Vậy tháng 8 rồi, qua số. Giờ này thì dự định là gì là tháng Tây hả chị Út? Âm lịch hả? À. Để ngồi canh lộn ngày. Qua luôn, qua mặt cái bèo luôn.
Dạ, nãy ai chở chị ai vậy? Tôi nghiệp đi hôm qua rồi. Ờ, qua chị nói trời. Lần nay thì sợ không đi mới đi trước. Người ta mời bữa nay mà không có ôm cùng. Sao kỳ vậy? Rồi nó nói thì đi đi chứ có nói gì đâu. Rồi nó nói vậy. Mà sao chiều nhớ em đi 6 giờ chiều chủ nhật. Tao không có để ý. Tại vì nó đúng là nó chuyện hồi à, chuyện nhiều quá rồi cái tao có nói trong bụng tao nó cũng sao cái. Nghe là như không phải chuyện nào chứ chắc không qua mà. Thì đó. Sinh nhật qua đúng rồi. Tính phải đến chuyện qua đó. Chị nhắc có đi vô. Em đó nãy có mời có mời chắc chút cậu chính qua điện thoại anh nhắc để mời nhắc cho cô Phượng. Lát qua. Dạ, lát qua. Lát qua. Nãy xe xe rước má hả? Xe bài là ai rước má? Này là ai rước má đây? Làm việc đi là chị Năm. À, đi xe máy kẹp. Rồi bữa nay nhà mình đông người nên là mình sẽ hai chiếc chiếu ha. Còn bạn của anh Yên á thì anh Yên đãi ở ngoài bàn cà phê, bàn trà ở ngoài trước, mấy bàn cà phê. Vậy bữa đó con trả hai thì sao là thứ sáu là buổi tối, thứ bảy mình đám cưới là 11 giờ con Ngọc Anh, 1 giờ là con Phúc xuống, tới ngày chủ nhật 10 giờ đi Út Mộng, Mộng về có ảnh 12 giờ mấy cái gì là bắt đầu là 1 giờ đám cưới Phúc. À, hiểu không? Có nghĩa là em hỏi đó chủ nhật em nghe chủ nhật em cũng hết hồn nhưng mà nhớ Phúc là thứ bảy. Hôm nay cả nhà đang tính lịch để đi đám cưới quá trời luôn. Chở bao nhiêu nào không? Hả? Chở bao nhiêu nào không? 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 Chở bao nhiêu không lẽ là ta thấy Việt Kiều về tôi đi mời cha phải không nghĩ gì đâu nhưng mà ta không biết anh về bây giờ chỉ cần anh nhắc anh tư đi cho vui trời nó mừng lắm á trời ơi mừng lắm chị mừng ruột mà sống tội nghiệp lắm nó dễ thương lắm chị không mời tự đi luôn thì vui anh á anh mấy chục năm rồi đó bây giờ đi phải đi hai đứa rồi con Ánh nè rồi con Út nè Út Hội nè có là thân rồi đó giờ á vậy thôi ta không mời đi mới vui á không đâu được bãi bãi tao bữa đó cũng phải nói từ ngày giùm em đi được không được đâu có gì bởi đâu là tập má hai chi ôi để cô bãi là không vậy hả anh ơi để cô bãi đi anh tư chi không để cô bãi anh tư hả anh tư để cô bãi đúng hơn thôi để cô bãi chi không cái bóp đám cưới này không có có không cưới không có cậu tư anh tư ngồi chủ tạo nói vậy là cậu bãi nói vậy ngăn không có nhà nè rồi để cho cô bãi mà luôn cái này sao được anh Tư bên Tư đi rồi em sao trước giờ đánh điện không có anh Tư cái nhiều cái chân chân cái tạo ngồi giống như mấy ông già ta ngồi để cho em xin nhau vậy nói ông đại diện phải làm đại diện ha phải làm đại diện ha ba cũng giống thành bạch lắm đấy chứ tại vì em không có biết nói anh đấy không anh để em về để em cứu ông lên bữa đầu tiên mà cho hai gia đình gặp nhau rồi đúng với chị nói tại em gọi em biếu luôn rồi sao vậy nói hay gì nữa không nhiều quá mệt dạ ông lên là điều mấy thôi hôm nay theo thông tư số mấy điều mấy chúng tôi đến đây không có là công nhân gia đình mẹ con á con nói là nói để cho họ chàng nghe thì cậu bạn sẽ rất vui rồi kính vừa thôi rồi để tao quay giới thiệu mày à năm nữa là nói cho họ chờ để em nói lại cái giữa con chè đây mình là chưa để cái chè đi chè ra còn nước dạ đang chè chỉ là còn khúc trên nữa đó nha chị hôm qua nữa rồi khúc rồi qua bảo
phút rồi. Dạ, 10 phút nữa. Rồi, vậy cả nhà mình nhập tiệc nha. Dạ. Rồi, nhập tiệc thôi. Bữa nay đoàn quá trời luôn. Có như đôi môi khép lại. Bữa nay thì mình có cháo gà ha, rồi thịt luộc với mắm nêm, mắm tôm, cháo sống, tôm sú, mấy con nghêu. Ủa ông chủ xe đâu rồi, không thấy luôn. Rồi tiếp khách về trước. Rồi anh Yên tiếp khách ở bên đó, chị Yên ca tiếp khách dưới đây đi, chia ra. Có đông nhà cả hai. Nó nói đẹp phái lắm, ai mà đẹp đẹp chắc nó chết hả mà không phái à. Chị vậy chứ tôi thấy đàn ông mà đẹp tôi ngót mắt. Đẹp mà. Hả, đẹp 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 đẹp. Con gái đẹp gì cũng gì, gấp gái đẹp gì cũng gì. Yêu cái đẹp hả mà Tư? Cái đó là đúng mà, ai cũng yêu cái đẹp mà. Gái đẹp mà Tư cũng nhìn, mà con trai đẹp cũng nhìn, nhìn hút mắt như thế này. Thằng Treo ơi, sao không ăn con? Chị nhìn con mà chửi. Út canh hai, mở con xôi nè. Thử miếng ăn. Ở bệnh con ra khen út canh nhất hạng luôn á. Cái hàng sao cũng ngon, cái gì có duyên, có hai cái đồng tiền. Cô Nga gì mà nó dắt cho con qua, con gặp cái gì lâm đi. Nè, xôi đi. Tôi hả? Ai xôi với vịt mẹ, nước mẹ con này vậy? Em ăn xôi trước đi, ăn xôi với vịt nước trước đi. Nặng hả? Nặng thành cái gì? Mắm em làm, rau em trồng, nó ăn thịt sáng. Mưa cho con nếp này rồi hay. Nó nấu xong rồi kết vô trong ke nó nếp. Kêu về xiến vịt. À, rồi bây giờ mình phải dẹp cái máy quay đặng mình tranh thủ ăn ha, để mất phần. Rồi cảm ơn cô chú đã theo dõi. Bữa nay mình ăn mừng xe của chị Sơn Ca với anh Yên, với mấy dì ghé chơi. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nha.